Dortmund rồi. Và cuối cùng thì họ cũng đã lựa chọn ban đi cho mình, đó là con Slack. Aggressive mode thì sao? Ban ngay cho mình rớt luôn, không suy nghĩ nhiều. Và lượt tiếp theo của họ đó là một con Light tiểu lơ. Vậy thì họ đã có cho mình một con hero để đi mid, đó là con Razor rồi. 5X rồi 2 bit. iPhone 3 Max. Bây giờ tôi có, người ta gọi là có 11 Pro Max thì bây giờ tôi đang dùng 5X rồi 2 bit. Max. 5X Max. Nghe căng thẳng dã man. 5X Max. Giải trí bất kỳ đấy anh em. Cái tay em. Rất nhiều đến từ vị trí hoàng ngô rồi. Chúng ta có thể nhìn cái cách chia lên của các đội chơi OG đi. Sumail đi với cả Notail ở vị trí trên top, có sự hỗ trợ của Sắc Xa để có thể ăn lùn dễ hơn. Đến với chuyên mục cún cá hải sản, có cho mình một tí con Black Ride ở đây. Lưu dí vào rồi, Lưu sử dụng cho mình, đó là Phép Bồn. Lưu liệu có chết hay không đấy, bắn là khá đau đến từ vị trí của Notail. Đây là một người chơi có một con Nero, có một cái khả năng đánh tay rất đẹp. Rồi, vậy là giết được vị trí của Lưu rồi. Quay ngược trở lại, của ăn run rồi, đắt run. Vậy là sẽ là 3 run để cho các thành viên bên phía. Doctor đang đi ở vị trí SS Mata ở đây. SS Mata đánh giá không còn Gleam. Chúng Doctor sẽ phải chạy về rồi. Rất khó cho Doctor đánh giá quay ngược trở lại để trả đam luôn. Không còn một tí đam nào nên ta sẽ xoay đứng chết đối phương. Bắt đến được vị trí của anh giờ rồi. Bây giờ sẽ chết trước trong tình huống này. Chính xác là như vậy, Ion Q quá nhiều đam. Lưu ở đây ta đã bị dí vào, Sắc Sai ta đi tìm Lưu. Lưu đã bị phát hiện rồi. Lưu anh ta không còn mana, anh ta còn 15 chàng magic wand cơ. Lưu đã bị slow rồi, tạm biệt Lưu. Phải hết cả Lưu. Xuyên mèo ở lên đấu này thì anh ta đã có một còn ai nữa. David Tàn Moon Bender. Vô địch ở bây giờ mà. Vô địch bây giờ, xong rồi sang kinh khắc đánh như một cái cờ him. Nói chung là chiến thuật của OG là phục vụ cho biết là cho offline thì phải. Bởi vì cái thời tôi nhớ là sếp đánh người ta đánh những cái con hero như kiểu là Axie đã rất xanh. Daxia mặc dù là sếp chơi Daxia thì tôi cũng nghĩ là một người chơi quá xuất sắc con hero đấy, nhưng mà anh ta cũng rất xanh. Các bạn nhờ OG gặp PC cái minh các thứ thì thấy hay rồi. Tôi cũng mong là OG với gặp DG để xem đánh như thế nào. EG đi. EG á? EG là phải gặp trong TI và đã bắt tay vẫy luôn. Sắc xà đây, ta đã được nhường lane để có thể lấy cho mình level 6 rồi. Mình biết lane ở đâu đó, nhưng ta đã vừa chết thêm người rồi. Tiếp tục bắt đến từ vị trí của Topson. Topson đang lên cho mình đi khu sổ Black thì phải. Bắt được vào vị trí của Lưu rồi, nhưng Topson đang nghĩ là nên dừng lại rồi. Dừng lại một phút. Không, Topson không dừng lại rồi, có sự hỗ trợ ra đây đến từ vị trí của Nikon. Nhưng mà đã có Moam Dia ra rồi. Nó sẽ về với đây, về được vị OG đó. Thật ra cái lợi đi xe bổ thì một lúc đầu thì thiếu ấy nhờ. Như bằng cái láo thôi, láo lên rồi. Chính xác là như vậy rồi, và căn bản là đây cũng là một cái trận đấu mà khá là ao trình nhá. Aggressive mode thì có lẽ như là các thành viên của Aphelum thì trong vòng khoảng 3 năm trước. Ôi từ từ nào, tốc chơi đã có một pha di chuyển láo rồi. Anh ta chưa tăng cho mình ultimate ở đây và Notail cũng sẽ phải lên bàn đánh số rồi. Có 4 more mid nhưng mà không dùng. Notail không dùng 4 more mid cho tốc sơn rồi. Quá nhùng rồi. Đánh ở hơi cực nhà. Đúng rồi, đánh kiểu treo mà. Không phải thì cứ farm thôi. Đánh giống ATG đã bàn luôn thằng em trai. Radiant's bottom tower is under attack. Chơi nhiều con hơn gì? Được chơi nhiều con hơn. Trong quả ở cái 3 pick của Dior rồi cũng kháng hơn nữa. Lô tiêu là người ăn pick đúng không? Bắn pick người nhiều sát xa. Cả bắn não to hơn. Và cốt của bên phía Dior là sét mà. Sét vẫn được bắn pick rồi. Tại sao cái con Dimmersaw bị con pick Ashi là counter ấy. Đu cây cái ăn cái cưa chết. Tiếp tục là bắt đến từ vị trí dung mỹ đoàn. Ở đây phía Topson anh ta có một mảnh rết ở Barity rồi. Anh ta sẽ đuổi theo Skylab ở trong tình huống này. Không chính xác là Smarta. Smarta đây còn Glim chèm cái chói luôn này. Chèm cái chói luôn thật. Cái chói con trôn bây giờ lên 1-4% mà. Mắc là 20% đấy. Ngoài ông Bohania này ra, Bohania này ra, thì cả 4 thành viên đều thua OG ở Boston bây giờ. Lưu cũng thua ở Boston bây giờ. Ở Kiev. Xong rồi mấy ông Aphelion này cũng thua. Nhưng mà từ từ đó nào, một cái tình huống mà solo kill được vị trí Razor. Bật cho mình ở mắt bao đấy, tôi vị trí ở Bohania rồi.
Boania anh ta cố gắng hút tam đến từ vị trí của Chôn, bị lốc lên đến từ vị trí Boania, không chính xác anh ta tự lốc mình lên, ngay lập tức anh ta bị giải đến từ skill 1 của vị trí Oracle. Anh ta ngay lập tức là bị áp đồng tiêu Tifu vào chưa? Tifu đã có cả chói luôn, tạm biệt Boania. Ôi tôi tìm đến một tình huống vacuum đến từ vị trí mid run nhưng mà không vacuum được ai rồi. Scatter anh ta bị nhìn thấy, đã có binh đến từ vị trí của Thompson. Vẫn biết ở đây luôn. Scatter anh ta có tên lên nhưng anh ta chưa dùng. Anh ta không có tên lên rồi. Tạm biệt Scatter. Đang tìm grip. Không tìm thấy grip đâu. Chạy đến chết đến từ vị trí của Scatter. Sao chạy vào rừng nhỉ? Lắm. Blink Lucker thì sẽ có những cái combo là Blink vào vacuum xong rồi Nick ACC anh ta sẽ stun. Đúng như vậy. Tìm cái vị trí của Sumail rồi nhưng mà Sumail anh ta đã sử dụng góc chờ. A-mode, Skyter, anh ta vẫn đang cố gắng đấm vào vị trí của Sumail. Sumail anh ta vẫn về được trong tình huống này. Nhưng Sumail không về được rồi, anh ta đã chết rồi. Dí vào đến được vị trí của Topser, anh ta lấy được mạng đến từ vị trí của một người khác. Topser ở đây, anh ta đã có được điều kiện exit. Mất cho mình cả ung tam đến từ vị trí của Razor rồi. Còn các thành viên của bên phía team Auger, họ vẫn đang muốn chơi. Topser anh ta vẫn đang di chuyển vào. Topser anh ta không có đi đi rất nhiều như vậy. Người ta vẫn chưa kích hoạt được ultimate cho mình. Và ta bây giờ mình kích hoạt rồi, chém rất đau đến từ vị trí của Skyter. Skyter anh ta quá tay của Topser. Topser sẽ tiếp tục chém. Topser không có quá nhiều máu nữa. Bên kia thì sao? Topser cũng đang bị dí và Topser bị lấp lên. Chắc chắn có được bình tĩnh này. Tăng này Topser tiếp có về được không? Người ta không về được rồi. Đuổi theo Tăng Sa. Tăng Sa anh ta bị có đi cái chân ở đây rồi. Tăng Sa chết vào rồi. Người ta chưa cool down cho mình những cái điểm gai. Phía bên này thì Rotel anh ta cũng vẫn đang bị đuổi vào. Skylark anh ta rất lì trong tình huống này. Rotel, tạm biệt Rotel. 4 mạng của OG và lên bảng đánh số 9-17 nhưng mà chỉ dẫn 2 ca nên quân rồi các thành viên. Đợi lúc mà bên phía team A1 có 2 cầm đánh thì có nghĩa là OG sẽ khó chơi hơn. Đến khi mà A1 có 2 cầm đánh thì là một là cầm đấm, 2 là cầm đá luôn. Chứ nói cái việc cầm đánh này đã sát xa stun được vào vị trí của thủ đoàn Z rồi. Tạm biệt thủ đoàn Z, tốc sân di chuyển đến. Không quan trọng của các thành viên bên phía OG vì họ cần có cho mình những cái DKB và những cái boss stun. Không còn exit, lúc ấy có exit thì không nên hay ground. Bây giờ không có exit thì lại hay ground. Chỉ vì một con Deathter chết, nhưng mà nên nhớ rằng Deathter này là một con hero đang bị die back. Nhưng anh ta đang có cho mình những cái tình huống mà rất hay ở đây. Đang vờ được bây giờ, bây giờ anh ta ngay lập tức sử dụng cho mình cái lock lên. Skylark anh ta làm gì thế này? Skylark anh ta không có đủ mana để sử dụng cho mình cầm đấm nữa. Skylark anh ta sẽ chết ở tình huống này mà tôi. Lúc giờ được full power mid lên, anh ta vẫn đang di chuyển và bắt được Disco Lil. Chúng ta sẽ lùi lại ở tình huống này, anh ta biết là mình sẽ không chết. Và anh ta sẽ ăn được cái chủ này rồi. Quân bắt vào vị trí ngoài này, kích hoạt cho mình BKB rồi. Top C anh ta bắn rất đau tình huống này. Không còn có cho mình hút đam đến từ vị trí Razor nữa. Light Spooler bây giờ mới xuất hiện. Anh xuất hiện ở thành phố đang bất điện rồi. Nhưng từ từ nữa nào, Classicer anh ta vẫn còn có cho mình BKB rồi. Anh ta sẽ về được trong tình huống này. Và cũng không trúng ai đến từ vị trí Midrun cả. Chỉ là cố gắng giúp cho những người đồng đội mình có thể đi về mà thôi. Bây giờ anh ta đang hướng cho mình rất là tốt. Anh ta bị Glim về. Bây giờ anh ta bị Static Storm ở đây. Anh ta sẽ bị gói chết nhưng mà stun chính xác đến từ vị trí Nick Assassin. Tiếp tục vào trong stun đến từ vị trí Nick Assassin. A-Mod, Skyter anh ta vẫn đang cố gắng bổ ở đây. Nhưng mà chưa thành viên nào của Auger chết cả kể cả Midrun anh ta còn đứng lại để treo như này đúng không? Top Sơn lúc anh đứng cạnh thì không đưa. Xong rồi ship về nhà, xong rồi Top Sơn nó bắt đầu dùng gà mang lên. Chết nhau rồi, Top Sơn ở đây, anh ta bị hút đam, anh ta bị lốc lên. Nó hút được cho mình cái lực đam quá lớn đến từ vị trí của Razor rồi. Nhưng Razor anh ta bị ăn lốc chờ. Razor anh ta khóa tay được vào vị trí của Blackstar rồi. Blackstar anh ta có bò bò mít lên. Top Sơn muốn quay lại để chơi nhưng mà Top Sơn nên nhớ rằng cái lực đam của anh ta là không đủ đâu. Sumail đang đấm rất đau. Chứ người Sumail còn có bò bò mít, kích hoạt được mít lên để từ vị trí Top Sơn. Anh đang đuổi bất kỳ thành viên nào của A-Mod luôn, không cất kể ngán nào. Kích hoạt cho mình nó ray lên để đi vị trí của Skyter anh ta quay người trở lại. Muốn trả đam. Skyter có đam trong tình huống này nhưng mà anh ta ngay lập tức hết vầy và anh ta sẽ chết rồi. Skylark cố gắng gây đam và Skylark giết được vào vị trí của Thompson. Nhưng ai sẽ là người cứu Skylark trong tình huống này đây? Tân là chính xác để từ vị trí sát xa và tạm biệt Skylark. 4 mạng của bên phía Auger, họ vẫn chưa muốn từ bỏ. Đốt thương lên cho mình Blink Dagger để có thể chay mọi người đối phương luôn. Đánh rất láo từ vị trí của Hotel. Sát xa có được cho mình hút sầm. Sát xa đang di chuyển vào. Sát xa ở đây anh ta có stun và anh ta vẫn đang tìm góc để stun. Anh ta sẽ bật gai và quay ngược trở lại stun thôi. Rất khó chịu là Sát xa. Sắc lắm chúng ta mega kill cho Sumail. Máy tính này nó lại hiện lên cái thông báo này hả bạn? Không biết chắc có ai follow. Sumail anh ta đã có cho mình Master rồi. Sắc xa anh ta đang di chuyển lên Sắc xa. Anh ta có cho mình sập. Anh ta kích hoạt cho mình nó là gai lên. Sắc xa anh ta sẽ bị bổ vào tình huống này. Kích hoạt cho mình quay đến từ vị trí của Light Killer. Nhưng mà Liu sẽ chết ở tình huống này mà thôi. Người đang chờ vào đó là team bật thọ. Team bật thọ ở đây ta đang bị bổ vào. Không, người bị bổ vào đó là Skyter. Với con Light Killer của mình vẫn đang chơi nhau là nếu vị trí của Sumail và tạm biệt các đội viên của bên phía team A với Sim Mode. Tôi không nghĩ là còn cái cửa nào cho họ để cho trận đấu được cả. 27 người.
Mặc dù có những cái đề điểm mà Aresin Bot họ thể hiện được cho chúng ta thấy là cái trình độ của họ cũng xứng đáng để đi được những cái vòng này. Trên back được ADC, back được Zone về, ăn được cho mình tay Big Storm. Quá nhiều người đã đứng ở trong tay Big Storm ở đây. Thứ là người đầu tiên lên bảng điểm số có lẽ là Black Seeker. Không chính xác hơn, có lẽ là Nick Assassin. Nếu Nick Assassin chưa chết, Team 1 thì đã phải chết rồi. Team 1 tay mất trong tình huống này. Vị trí Thunder Strike thì sao? Mà không chính xác hơn là Khủng Long Protect thì sao? Khủng Long Protect cũng đã phải chết rồi. Và Khủng Long Protect stun quá ai? Over đã thể hiện được một cái đối team mất quá kinh khủng và Ultra Kill được cho Kinh. Kinh sẽ lấy cái đam bét này. Kinh sẽ đứng vào mặt Liu, đứng cái bát luôn nhưng lại không đuổi. Liu ở đây ta có nhất. Còn gọi một người khác vào để có thể tăng đam luôn, có thể biến Ogre. Họ cái khả năng team mất của họ nó đến một cái mức như này luôn. Tay vào trong giếng và gọi một người khác vào để tăng đam. Thật sự là đánh kinh khủng như vậy luôn. Ban đi từ một sao và lát bích của bên phía Ogre đó là một con Crystal Bách. Crystal Bách ở trông rất giống là Crystal Bách đi Hộp lên mid Bangolia đi mid. Vài set sắp 4, Aggressive chơi chờ thua. Đúng, chơi chờ thua. Mid đoàn ở trên top có những cái dùng Thunder Strike vào rồi. Như ở đây level 1 anh ta tăng cho mình là Soul Assumption. Muốn bắt ở vị trí mid đoàn, cái lượng đam này cho Soul Assumption là quá lớn. Một hit nữa nào Sky. Wow, bắt được mọi người Oracle rồi, dưới sự hỗ trợ đến từ Ganker, Ganker Skyter. Skyter anh ta coi một ít đấm nữa thôi là anh ta sẽ lấy được mạng Notail ở đây. Nhưng mà Thunder Strike sẽ làm nốt được đấy. Cắn cho mình bình máu ra để không chết từ vị trí của Notail. Wow, không chết sao phải đi hộ về thì carry rất khổ. Ai cho người cứu Sumail đây? Sumail anh ta được giải cho mình một điểm đến từ cái vị trí của cái gì đấy mà tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà Oracle là người bóc. Tôi cùng Sumail anh ta lấy được mạng Beatmaster. Ngày xưa tôi hay gọi ca sĩ đấy là lương bóng đái. Vì tên không thì giống cái bàng quang. Thực sự là như vậy, ở dưới bot có đánh nhau rồi. Sumail đang ở vị trí vào sâu Assumption và Spartan. Anh ta đã lấy được Killing Spree rồi. Nhưng ai sẽ là người cứu Liu đây, nhưng mà Liu không cần cứu. Anh ta kích hoạt cho mình stick lên. Quá nhiều máu. OG đang dẫn hơn về network. Mid lại có một tình huống bắt vào dưới nào dưới bot thì quất cò đánh nhau luôn. Có thể bên phía OG họ đang đánh nhau dưới bot rất nhiều. Liu đang bị dí vào, ném cho mình cái điểm slow đến từ Sumail. Nhưng mà hình như là không trúng thì phải. Sâu Assumption kết thúc được mạng của Seeker ở đây. Rồi, Sumail anh ta bị bán vào và Soul Assassin quá đau đi. Skyter có cho mình double kill 8-2 rồi. Và bên phía bên này Oracle cũng bị thăm nơi xoay đến chết. 2 thì Ogre nó dẫn điểm. Của Ania ở đây, ta có sự hỗ trợ đến từ vị trí của Liu rồi. Liu anh ta di chuyển ra hút vào mặt của Thompson. Và Thompson có vẻ không ngại làm Soul Assassin ra được rất nhiều đam ở đây. Thompson chưa chết, Thompson quay ngược trở lại và trả đam luôn. Nhưng Thompson rất giống sẽ chết ở tình huống này. Ngọc đồng quy vũ tận, ngọc đá cùng ta. Đó là Bohania. Bên phải thì đã có một tình huống roll rồi, roll được vào người của Kunka. Kunka ở đây ta bị dí vào, Kunka có rất ít máu, ta kích vào cho mình stick lên, được hút cho mình một cái điểm kháng phép đến từ vị trí con Hotel. Ở bên phía bên kia thì một lần nữa Raptor đã phải lên bảng điểm số rồi. Topson đang tay của mình một cái lượng đam rất lớn. Anh ta để lại cho các thành viên của bên phía team Aggressive Mode rất ít máu thôi, nhưng mà bắt được vào vị trí của Topson rồi. Topson ở đây ta đang bị dí vào, anh ta có những cái tình huống quay lưng. Cái đến cái lượng đam từ vị trí của Topson là quá nhiều luôn. Anh ta kệ, mặc kệ luôn. Chơi luôn rồi, Topson ở đây anh ta quay mặt đến vào vị trí của Slug. Chạm mặt giang hồ đến từ vị trí của Topson rồi. Nhưng anh ta sẽ quay ngược trở lại và bắt vị trí Skylark của tôi. Skylark đang định dùng tung cho mình Rival Roll. Thế anh ta ngay lập tức ăn một tình huống Echo Slam vào mặt. Và anh ta chết luôn tại chỗ, không nói nhiều. Sakai ta bị nhìn thấy rồi, có Rolling Thunder, Sakai ta sẽ bị dí vào. Nhưng mà trong cái cách mà OG tê lê này, lượng đam ở đâu để giết vào Sakai đây? Sakai ta chơi luôn. Sắc là tục tặc ở đây, anh ta vẫn chưa chết. Có một tình huống quay ngược trở lại đến vị trí Sắc. Có Shadow Dan ở đây, Sắc anh ta bị bớ vào. Trêu tôi này. Rõ ràng là không được phùng thưởng lục lạc vàng nhưng vẫn muốn đi bắt bò thôi. Gặp ngay Minh Béo, thông đi chết luôn. Đầu game Morgan bị dẫn mạng, bây giờ vẫn đang dẫn 5.000 tiền mà. Trông cỏ phàm kìa. Cái boss thì đã có một tình huống bắt vào ai đấy. Bắt được vào vị trí của Tron rồi, xuống mềm một lần nữa chết lẻ. Sumail đang có cho mình KDA là 1 năm trong trận đấu này, thật không thể tin được. Hoàng Ngô là cái thể loại gì, nó không đỡ được luôn anh em ạ. Thề mồm mình kêu yêu Linh nhưng mà tay dạy ban Linh. Tôi nghĩ thấy một tình huống roll ở đây rồi, roll được vào người của Unchecker. Unchecker sử dụng cho mình Echo Slam Yamada. Skyter anh ta sẽ lấy được mạng Unchecker trong tình huống này, tôi tin chắc là như vậy và có lẽ anh ta cũng về được luôn. Kunka anh ta di chuyển ra, nhìn đến vị trí ai, nhìn đến vị trí Slug. Nâng anh ta đi combo vào rồi, cái lượng đam đến từ vị trí của Kunka sẽ là đủ để giết chết Slug trong tình huống này. Tôi tin chắc là vậy, một chém thế nào mà tạm biệt Slug.
Killing Spree dành cho vị trí của Mid 1. Mid 1 đang ra đuổi theo Liu. Nhìn thấy vị trí của Spartan rồi, tạm biệt Spartan. Không có cách nào để ta có thể sống trong tình huống này nữa cả. Bắt được vào vị trí Boan. Boan ở đây ta bị nhìn thấy rồi, anh ta sẽ bị stun vào sắc xa. Sắc xa anh ta có cho mình, đó là Fisher. Anh ta có Echo Slam, có lẽ là sẽ tạm biệt Bangolier thôi. Sắc xa là người ăn mạng, Echo Slam jam má. Skylark ở đây anh ta bị đánh vào, anh ta cố gắng sử dụng cho mình Viper Ro, kích hoạt cho mình ulti đến từ vị trí của Sumail rồi ném trước đầu mà Skylark. Sumail có mạng thứ hai ở trận đấu này. 2-6. Mid One tiếp tục nhìn thấy vị trí của ai đây, anh ta nhìn thấy vị trí Skylark rồi. Skylark sống được cho Skylark 1 triệu. Tạm biệt Skylark. Sắc xa ở đây thì sao? Anh ta đang có những cái tình huống mà bị Rolling Thunder và Rolling kẹt rất đen đến từ vị trí của Bohania. Qua đi ra, anh ta bị đập nước trúng rồi, anh ta sẽ bị chém đến chết mà thôi. Chém là rất đau đến từ vị trí của Mid One. Quay trở lại với anh trai token của mình. Dù mèo anh ta vẫn đang cố gắng farm, anh ta nhìn thấy vị trí Skyter rồi. Bản đồ đang quá tối với các thành viên đây phía những Aggressive Mode, nên là chắc chắn là Skyter anh ta phải đi tìm cho mình một chút lighter rồi. This one for you. Nó sắp di chuyển vào như này trong hồ máu đối phương luôn. Khi mà mới chỉ mất cái chú hai, đây là Spay, tôi chắc chắn với các bạn là như vậy. Spay quá nhiều. Và chắc chắn rồi, một người đứng phá trụ ở mid, một người di chuyển ở Rosa, mình tin chắc là như vậy. Leo leo, các bạn bị ăn bếp nha. Ngốc. Topser đây ta di chuyển lại Agarao cùng với những người đồng đội của mình rồi. Sumail được bóc cho mình một cái điểm kháng phép, nhưng mà bóc kháng phép thì làm sao mà Sumail hit được. Topser ta vẫn đang di chuyển lên X vào vị trí của ai đây. LS Spartan là người bị dí vào, LS Spartan sẽ là người bị êm vào đến trong tình huống này thôi. Tạm biệt LS Spartan. Rolling Thunder được tung ra đến từ vị trí của Bohania. Có bài bắt ra đến từ LS Spartan rồi. Liu không còn quá nhiều đệ nữa. Topser ở đây ta vẫn đang cố gắng spay với cái lượng chống chịu quá kinh khủng của mình. Có cho mình cả Fortify, nhưng mà có lẽ các thành viên bên phía team Aggressive Mode họ vẫn sẽ bị mất cái trụ này thôi. Thậm chí họ sẽ mất được một cái đôi rách luôn nếu mà các thành viên bên phía team Bogger họ muốn chơi. Với sự chịu của Tông Sơn quá kinh khủng đi. Skyter bị quay ngược trở lại. Skyter anh ta có cho mình Shadow Man, anh ta có cho mình ở đắp bắt nữa, anh ta quay ngược trở lại đánh với Thompson. Thompson không quan tâm, quá nhiều giáp cho người Thompson rồi, 30 giáp kèm theo cái lượng bốc đam. Lốc đam quá kinh khủng đến từ cái Kim Sgat. Bắt vào đây, bắt Bimonster, Bimonster chết trước khi anh ta có thể dùng cho mình, đó là Prime Pro. Thompson anh ta tiếp tục quay ngược trở lại và thực hiện những cái điều mà phi thường nhỏ bé của mình thôi. Tanker rồi, tele về luôn rồi. Và tele về, khi anh ta tele về anh ta được ích trở lại luôn. Sumail sẽ được gọi trở lại và bút cho mình những cái điểm bottle. Ngay lập tức là ít tiếp. Chưa cụ nào ít. Tưởng cụ nào ít rồi là tốc sao lại được ở lại đấy. Skyter anh ta bị dí vào rồi, anh ta có cho mình đầy đủ mana, đầy đủ máu. Anh ta có cho mình BKB và trông rất giống, anh ta không cần kiếm BKB trong tình huống này. Đó là phản bét quá ai đến từ vị trí của SCK. Boan di chuyển ra, nhìn thấy cái Rudizen, anh ta không dám ăn cái Rudizen này. Clean được ai đây? Clean được vị trí Mid One một lần nữa anh ta sử dụng cho mình. Đó là cái gì đây? Anh ta chả sử dụng cho mình cái gì cả, và gì đã được con rồi. Xin chúc mừng HG, họ có chiến thắng 2-0 trước team Aggressive.